Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày gần 500 triệu đồng. Các đối tượng không nhận vơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng Telegram để chuyển và nhận vơi đề, đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền Trung, miền Bắc rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch. Lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang tại 10 điểm đang ghi số đề, 18 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Cầm đầu đường dây số đề này là Huỳnh Thị Kim Loan, 50 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột. Khám xét tại các địa điểm, thu giữ 20 chiếc điện thoại di động, gần 100 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề. Bước đầu công an đã làm rõ, đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng.